Và Ngoại trưởng Nam Dương, ông Martin Natalegawa cũng đã gặp Ngoại trưởng Úc, bà Julie Bishop ngày hôm nay về vấn đề này. Ông Natalegawa đang có mặt tại Úc để tham dự một cuộc họp với các bộ trưởng ngoại giao khác trong khu vực, đã nói với các phóng viên rằng báo cáo về hoạt động giám sát của Úc và Hoa Kỳ có nhiều khả năng sẽ được đưa ra trong một cách phối hợp hơn của các nước khác. Ông nói thêm, không phải quốc gia nào cũng có khả năng kỹ thuật để thu thập thông tin, nhưng những quốc gia có khả năng này có muốn phá vỡ sự tin tưởng lẫn nhau đã được gây dựng và phát triển trong nhiều thập niên hay không là một chuyện khác. Sự hợp tác và trao đổi thông tin đã được xây dựng giữa các nước, nhưng nếu có những nước muốn hành động bên ngoài quy tắc thì sự hợp tác này không còn ý nghĩa nữa. Sau cuộc họp, bà Bishop đã nói Ngoại trưởng Natalegawa đã bày tỏ mối quan ngại của ông và bà đã nghiêm túc ghi nhận, nhưng chính phủ Úc không bao giờ bình luận về vấn đề tình báo. Tin tức về vai trò của Úc trong mạng lưới giám sát của Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ với Nam Dương, là nước láng giềng châu Á gần nhất và là một đồng minh chiến lược quan trọng của Úc. Mối quan hệ song phương đã bị lung lay sau khi tân thủ tướng bảo thủ của Úc, ông Tony Abbott, vào tháng 9 đã đề nghị buộc các thuyền tị nạn đi từ Nam Dương quay trở lại. Jakarta đã là nơi đầu tiên ông Abbott đến trong cương vị thủ tướng vào tháng trước, nơi ông đã tìm cách làm dịu căng thẳng về vấn đề người tị nạn và kêu gọi hai nước tập trung vào việc thúc đẩy thương mại song phương.